Chào mọi người nha. Hôm nay em có việc nên là đi bên ngoài, nên là buổi chiều nó bị hết pin nên là điện thoại nó bị cúp nguồn. Thì có một cái chuyện cũng vui thế này. Có một ông anh bên Tre chốt cái con máy Makita ở cái video trước, mấy cái cỏ. Thì ban đêm em thường tắt sim, tại vì có nhiều người gọi ban đêm em tắt sim, ví dụ như khoảng 8-9 giờ em bắt đầu tắt sim, tại vì bên ban ngày em nghe rất là nhiều cuộc gọi, rồi ban đêm em muốn nghỉ ngơi nên là em có tắt sim, rồi sáng sau em mới bật lại. Thì trong lúc đó anh đó gọi thì gọi không được, nên là em sau khi em mở sim thì em thấy em gọi lại thì bảo là anh gọi không được nên anh không chuyển tiền cho em được. Rồi ok, ok thôi còn không sao. Rồi em bảo là bây giờ tóm lại anh có lấy không, lấy hẹn 1 giờ chiều chuyển khoản. Ok em sẽ để 1 giờ chiều. Rồi 1 giờ chiều xong rồi, do tại vì hôm nay có công việc em đi ngoài lâu mà em không mang theo sạc dự phòng nên là điện thoại nó bị hết pin cấp nguồn. Và bây giờ em về thì em thấy cuộc em không thấy em có gọi lại, thì em thấy là ông ta không có gọi cuộc gọi nào cả. Rồi em có gọi hỏi là anh ta là có lấy hàng hay không, có chuyển khoản không. Anh ta bảo là anh gọi cho em không được, xin lỗi anh nha, điện thoại em cài cái chế độ, điện thoại sim của em cài cái chế độ là bất cứ cuộc gọi gì, dù cuộc gọi nhỏ mà tắt nguồn nó đều báo hết. Mình làm lớn, mình làm ăn rồi, mình chốt thì mình chốt, không chốt thì thôi. Người ta uy tín với mình là người ta chừa hàng cho mình, biết bao nhiêu người đã chốt mà mình lại là người ta uy tín, người ta để cho mình. Mình làm cái trò đấy, lớn tuổi rồi đừng làm trò đấy. Thì em nói với anh nè, bây giờ anh cũng đang xem video này nè, mình sợ lừa ấy thì mình đi ra tự tiệm mình mua, đừng mua online. Còn người ta bán online mà người ta uy tín ấy, còn người ta lừa đảo ấy thì không phải người ta bán bây giờ đến bây giờ đâu, người ta không có rảnh quay phim đến bây giờ đâu, quay video hay hàng hóa thế này đâu. Còn sợ mình đừng đi mua, mình đi ra ngoài tự tiệm ấy, mình gần chỗ nhà mình ấy, mình mua cho chắc ăn. Ok thế thôi, anh hiểu không? Em nhỏ tuổi nhất, đa số người mua hàng đều lớn tuổi hết cả. Lớn tuổi thì mình có trách nhiệm một cái lời nói. Còn một ông nữa, ôi trời ơi, chỉ có 2 cái đầu máy thôi, một đầu 500.000 thôi, đầu máy cưa ấy, chắc chắn anh lấy. Trước ấy thì 2 cây ít tin mình đang bảo chốt, nhưng mà bảo là để anh coi lại một tí anh báo. Trước khi mà mình nói cái câu là để mình coi lại thì người khác gọi, người ta chốt, người ta chuyển khoản ngay. Còn mình đợi tới lúc đó hàng đã bay mất rồi thì bảo sao không đợi cho anh chốt. Rồi tới lượt lần sau bảo chốt tiếp, hỏi ngày hôm nay, rồi qua chiều, hứa chiều, rồi qua hứa sáng, sáng tới chiều tiếp, rồi ngày mai tiếp, hỏi lại có lấy hay không, cầm như hến. Lớn rồi mà anh ơi, thằng em này nó nhỏ tuổi nhưng mà nó làm anh uy tín, nó có trách nhiệm. Còn mấy anh lớn tuổi hết rồi, 4 máy, 5 máy, 6 máy có hết, cũng có chút trách nhiệm, chút lời nói của mình mà. Chừng này không đáng đồng xu nào nè, lời nói của mình, gió thổi bay bay không có đáng đồng xu nào nè. Đừng để người khác phải nói tiền, nói thẳng là ông có tiền thì ông mua, còn không có tiền thì đừng có rớ vào, thì nói dãy nè. Nó mất lòng quá, mấy anh hiểu không? Bán hàng người ta ráng tìm hàng, người ta ráng vệ sinh, người ta ráng chăm chút con máy hay như thế nào đấy cho mình. Mình mua hàng mà mình hứa này mình hẹn mai, lấy được thôi, ông nói thẳng là cha nó đi, ông hẹn chi cho người ta phải chờ hàng thế này cực vậy. Chào mọi người nha. Bây giờ em vào vấn đề chính, hôm nay em giới thiệu một cây cưa 4 thì, một cây cây cắt cỏ 4 thì Makita 426.
máy khá mới, tem vẫn còn. Nha mọi người, bây giờ em quay ban tối nên là chất lượng video nó không tốt, nhưng mà máy rất là đẹp nha, 4 thì nha, chạy bằng xăng. À quên chết, em quên nha mọi người. Tại vì vệ sinh mà quên lắp cái tay cầm này vào. Thì thường em đóng hàng thì một cây thì em hay là bao nhiêu cây em vẫn tháo cái tay này ra. Tại vì tháo chứ không đợi công cần là nó cong cái cây hoặc là nó mớp cái cây. Mấy anh em nhận đều biết rồi, em tháo ra mọi người về lắp lại thôi. Em đã đánh số 1122 á. Em mọi người. Ok. Nhận ốc lại thôi chứ chả có vấn đề cả nha. Rồi. Test cho mọi người xem ha. Tiếng máy chạy thì thầm luôn nha. Rất đẹp nha. Tăng ga nha. Rất ok nha mọi người. Makita 4 thì nha. Cây này là 1.800.000 nha mọi người, có giảm 5% cho anh em like video và đăng ký kênh nha. Giảm 5% cho mọi người nha. Cái cỡ 4 thì nằm 34 nha mọi người, 1.800.000 nha. Chuyện khoản chứ em không có COD nha mọi người. Vì thằng em nó làm uy tín, mọi người ủng hộ nó cái nha. Giá thì nó hợp lý thôi. Chứ nó không đến nổi nha. Chào mọi người nha. Cái số tài khoản với số điện thoại ở bên dưới, địa chỉ ở bên dưới phần mô tả nha mọi người. Chào anh em nha.